cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ôn tập trắc nghiệm bài 18 tuần hoàn máu thuộc chương trình sinh học lớp 11. Câu 1, khi nói về chức năng của hệ tuần hoàn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Đưa các sản phẩm tổng hợp của tế bào đến nơi cần như là hormone, enzyme, kháng thể, v.v. Ý này đúng rồi. 2. Thải các chất cặn bã ra ngoài như khí CO2, ure, các chất độc. Chức năng thải các chất cặn bã thì nó thuộc về hệ bài tiết. Ví dụ như là thận đó các bạn, thải ure và chất độc, hoặc là khí CO2 thì nhờ phổi. Cho nên ý này sai rồi ha, không có thuộc về chức năng của hệ tuần hoàn. Ý 3. Vận chuyển các chất cần thiết từ môi trường ngoài vào tế bào như là oxy hay là các chất dinh dưỡng. Ý này đúng ha các bạn, vận chuyển oxy từ cái cơ quan trao đổi khí hoặc là các chất dinh dưỡng lấy từ ống tiêu hóa vào trong các tế bào, đây là chức năng của hệ tuần hoàn. Đưa các sản phẩm phân hủy quá trình dị hóa đến cơ quan bài tiết, ví dụ như thận, đúng rồi ha. Như vậy câu 1 có 3 ý đúng, 1, 3 và 4 đáp án câu C. Câu 2, ở động vật có hệ tuần hoàn được chia thành hai nhóm, chính là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín, đáp án câu 2 bờ. Trong hệ tuần hoàn kín thì người ta có thể chia thành hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép ha các bạn. Hệ tuần hoàn hở thì nó sẽ khác với hệ tuần hoàn kín ở chỗ là hệ tuần hoàn kín thì có mao mạch nối động mạch và tĩnh mạch. Còn ở hệ tuần hoàn hở thì sẽ không có mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch nha các bạn. Ngoài ra hệ tuần hoàn hở còn có thêm nhiều đặc điểm khác nữa về áp lực máu chảy ở trong động mạch hay là tốc độ máu chảy nhanh hay chậm và cái vị trí trao đổi chất giữa máu với tế bào là khoang cơ thể hay là ở mao mạch. Chúng ta xem lại cái bảng so sánh hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín nha các bạn. Câu 3. Ở hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực. Hệ tuần hoàn hở thì không có mao mạch nối động mạch và tĩnh mạch cho nên máu sẽ chảy dưới áp lực thấp thôi. Đồng thời tốc độ máu chảy chậm ha các bạn. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu D. Áp lực thấp và tốc độ máu chảy chậm. Nếu là hệ tuần hoàn kín thì chúng ta nhớ là áp lực nó sẽ là trung bình với hệ tuần hoàn đơn và cao, áp lực cao đối với hệ tuần hoàn kép ha. Và tốc độ máu sẽ chảy nhanh. Ở đây cô cung cấp lại hai cái hình vẽ để so sánh hệ tuần hoàn hở và kín nè. Hệ tuần hoàn hở thì là không có mạch nối, không có mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch. Cho nên là máu sẽ trao đổi chất với tế bào thông qua khoang cơ thể. Còn ở hệ tuần hoàn kín ở đây thì là giữa động mạch và tĩnh mạch có cái mao mạch nối cho nên sự trao đổi chất của máu với tế bào sẽ thông qua thành mao mạch ha. Do vậy câu số 4, hãy chỉ ra đường đi của máu bắt đầu từ tim trong hệ tuần hoàn hở là ở đây nè các bạn. Thì là từ tim, máu sẽ đi đến động mạch, rồi chảy vào trong khoang cơ thể. Máu sẽ trao đổi chất trực tiếp với tế bào trong khoang cơ thể, rồi theo tĩnh mạch trở về tim. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu 4D. Câu số 5. Cho các loài sinh vật sau đây, cá chép, châu chấu, gián, cá quả, chim bồ câu, mèo, có bao nhiêu loài sinh vật nói trên có hệ tuần hoàn hở? Hệ tuần hoàn hở thì gặp chủ yếu ở thân mềm và chân khớp, cho nên chúng ta sẽ chọn ở đây chính là châu chấu, gián. Đây là hai loài côn trùng thuộc ngành chân khớp ha các bạn. Chúng ta nhớ là thân mềm và chân khớp thì là hệ tuần hoàn hở ha. Và nhớ là trong cái ngành chân khớp á, thì là nó sẽ có ba cái lớp, là lớp côn trùng hay là sâu bọ, lớp giáp xác ví dụ tôm cua và lớp hình nhện. Do vậy, câu 5 ở đây là châu chấu và gián, đáp án câu 5A. Câu số 6, đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín. Như lúc nãy chúng ta vừa phân tích thì là máu từ tim sẽ vào động mạch, sau đó sẽ đến mao mạch, rồi theo tĩnh mạch trở về tim. Cho nên đáp án sẽ là câu 6C ha. Câu 7, nhóm động vật nào sau đây có máu không làm nhiệm vụ vận chuyển khí? Máu mà không làm nhiệm vụ vận chuyển khí thì đó chính là ở côn trùng. Chúng ta nhớ lại ở 37, hô hấp ở động vật thì là côn trùng nó có hệ thống ống khí nối thông với các lỗ thở dọc theo thành bụng đó các bạn. Và hệ thống ống khí này sẽ phân nhánh nhỏ dần vận chuyển khí đến từng tế bào ha. Vận chuyển khí đến từng tế bào trong cơ thể luôn, cho nên nó sẽ không nhờ hệ tuần hoàn, không nhờ máu vận chuyển khí đâu nha các bạn. Câu 7A. Câu số 8. Có bao nhiêu phát biểu sau đây
nói về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở. 1. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể. Đúng rồi ha. Ý 2. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình. Đúng. 3. Tốc độ máu chảy nhanh, giúp điều phối máu đến các cơ quan nhanh chóng. Hợp lý ha các bạn. 4. Máu không làm nhiệm vụ vận chuyển khí. Đây không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hở ha các bạn. Câu 8C, ý 1, 2, 3. Câu 9. Khi nói về hệ tuần hoàn ở cá xương, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ở đây cô có cung cấp lại cái hình vẽ hệ tuần hoàn đơn ở cá đó các bạn. Ở cá xương ha. Chúng ta thấy là ý 1, động mạch mang chứa máu giàu oxy. Động mạch mang ở đây nè các bạn, thì là chứa máu giàu CO2 ha. Cái phần màu xanh ở đây chính là mô tả máu giàu CO2, cho nên ý 1 sai. Ý 2, động mạch lưng chứa máu giàu oxy. Động mạch lưng ở đây nè các bạn, thì chứa máu giàu oxy, người ta vẽ bằng màu đỏ nè các bạn, đúng. Ý 3, tim có 2 ngăn, đúng rồi, tim cá có 2 ngăn tâm nhĩ và tâm thất, đúng. Ý 4, tim chứa máu pha nhiều, sai rồi. Bạn thấy là cả tâm nhĩ và tâm thất của cá ở đây đều là chứa máu giàu CO2 hết, không có pha. Cả 2 ngăn của tim thì đều là máu giàu CO2. Do vậy câu 9 có 2 ý đúng là ý 2, 3. Đáp án câu 9 D. Câu 10, hệ tuần hoàn kép có ở loài nào sau đây? Thì chúng ta thấy là hệ tuần hoàn kép thì nó sẽ là có 2 vòng tuần hoàn đó các bạn. Kép nghĩa là nó có 2 vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Bạn nhớ là vòng tuần hoàn nhỏ thì sẽ dẫn máu đến phổi để trao đổi khí. Còn vòng tuần hoàn lớn là sẽ dẫn máu đến các cơ quan trong cơ thể, đem oxy và các chất dinh dưỡng đến các tế bào của các cơ quan trong cơ thể để nuôi các cơ quan này. Do vậy, động vật mà có phổi thì sẽ có hệ tuần hoàn kép ha các bạn. Cho nên chúng ta chọn đáp án ở đây là câu 10 bờ, lưỡng cư, bò sát, chim và thú là động vật có phổi. Còn các đáp án A, C, D thì chưa đúng. Câu 11, hệ tuần hoàn được mô tả dưới đây có thể thuộc nhóm động vật nào? Hệ tuần hoàn ở dưới đây chúng ta thấy là hệ tuần hoàn kép ha. Hệ tuần hoàn kép có vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn nè các bạn. Tim thì có 4 ngăn, có vách ngăn hoàn chỉnh ở đây ha. Chúng ta sẽ kết luận cái hệ tuần hoàn này nó sẽ gặp ở chim và thú. Và trong 4 đáp án ABCD này thì chúng ta chọn câu D ha. Chim bồ câu. Câu 12, ở thú, đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự nào? Vòng tuần hoàn nhỏ là dẫn máu đến phổi để trao đổi khí. Đầu tiên, chúng ta thấy là máu từ tâm thất phải giàu CO2 sẽ được bơm đến động mạch phổi và sau đó sẽ đến mao mạch phổi để trao đổi khí. Sau khi trao đổi khí thì máu sẽ trở thành giàu oxy theo tĩnh mạch phổi. Và sẽ trở về chỗ này chính là tâm nhĩ trái. Do vậy, câu 12 bờ. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là nếu người ta hỏi đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn thì đáp án sẽ là gì ở đây ha các bạn? Các bạn nhớ tìm hiểu nha. Câu 13. Trong vòng tuần hoàn của người có bao nhiêu bộ phận sau chứa máu giàu oxy? Vòng tuần hoàn của người là thuộc lớp thú ha các bạn? Cho nên cái hệ tuần hoàn của nó mô tả giống như là ở chim và thú ở trong sách giáo khoa là cái hình này nè các bạn. Đây chính là tâm thất phải. Đây sẽ là tâm nhĩ phải. Đây sẽ là tâm nhĩ trái. Và ở đây sẽ là tâm thất trái. Nửa bên trái của tim thì sẽ chứa máu giàu oxy, được mô tả bằng màu đỏ. Còn nửa bên phải thì sẽ mô tả bằng màu xanh, tức là chứa máu giàu CO2. Rồi ở đây chúng ta cũng có thấy là động mạch phổi. Ở đây là tĩnh mạch phổi. Rồi động mạch chủ ở đây. Và vị trí chỗ này sẽ là tĩnh mạch chủ. Do vậy, người ta hỏi là chỗ nào chứa máu giàu oxy? Ý 1, tĩnh mạch chủ là sai rồi. Ý 2, tĩnh mạch phổi, đúng. Ý 3, động mạch phổi, sai. Ý 4, động mạch chủ, đúng. Ý 5, tâm thất trái, đúng. Ý 6, tâm nhĩ phải, sai rồi. Do vậy, đáp án sẽ có 3 ý đúng là ý 2, ý 4 và ý 5 ha. 13C. Câu 14. Cho các loài động vật, cá diêu hồng, châu chấu, ếch đồng, thằn lằn, gà, khỉ, cá sấu, có bao nhiêu loài động vật có hệ tuần hoàn kép?
Hệ tuần hoàn kiếp tức là động vật có phổi. Chúng ta sẽ chọn ếch, thằn lằn, gà, khỉ, cá sấu. Như vậy là có 5 loài động vật ở đây ha các bạn. Đáp án câu 14A. Chúng ta nhớ cá sấu là thuộc lớp bò sát, nó có phổi nha các bạn. Câu 15. Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây đúng? A. Dòng máu đi nuôi các tế bào não thuộc vòng tuần hoàn nhỏ. Sai. Dòng máu mà đi nuôi các tế bào thuộc các cơ quan trong cơ thể đó là vòng tuần hoàn lớn. Còn khi nào mà dòng máu đến phổi để trao đổi khí thì mới là thuộc vòng tuần hoàn nhỏ. Câu B. Máu trong tĩnh mạch là máu giàu CO2. Ý này sai nha các bạn. Bởi vì chúng ta nhớ là tĩnh mạch phổi á, thì nó chứa máu giàu oxy. C. Máu trong động mạch là máu giàu oxy. Sai. Bởi vì trong động mạch phổi thì là chứa máu giàu CO2. Cái động mạch mà dẫn máu từ tim đi đến phổi để trao đổi khí thì nó giàu CO2 nha các bạn. Cho nên đáp án đúng là câu D. Lượng máu trong hai vòng tuần hoàn lớn và nhỏ là bằng nhau nha các bạn. Người ta gọi cái vòng tuần hoàn nhỏ á, là bởi vì cái con đường đi từ tim đến phổi thì nó ngắn hơn so với con đường đi từ tim cho đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Chứ không phải là cái lượng máu của vòng tuần hoàn nhỏ thì ít hơn nha các bạn. Lượng máu của vòng tuần hoàn lớn và nhỏ là bằng nhau nha. Câu 16. Khi nói về hệ tuần hoàn, phát biểu nào sau đây đúng? A. Mọi động vật đều có hệ tuần hoàn. Sai rồi. Những loài động vật mà có kích thước nhỏ, cơ thể chỉ vài lớp tế bào như là ruột khoang nè, hoặc là các loài dung dịch thì nó không có hệ tuần hoàn. Khí, oxy, CO2 cũng như các chất dinh dưỡng sẽ trao đổi chất trực tiếp với môi trường. Câu B. Mọi động vật đều có động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Sai. Chỉ có động vật có hệ tuần hoàn kín thì mới có mao mạch thôi. Còn các loài động vật như thân mềm, chân khớp có hệ tuần hoàn hở thì không có mao mạch. C. Hệ tuần hoàn có hai thành phần là tim và hệ mạch. Sai. Hệ tuần hoàn có 3 thành phần. Tim là một cái bơm hút đẩy máu. Hệ mạch gồm động mạch, tĩnh mạch có thể có mao mạch với hệ tuần hoàn kín. Và đồng thời nó còn phải có dịch tuần hoàn ha các bạn. Dịch tuần hoàn. Cho nên đáp án ở đây chính là câu D. Mọi động vật có phổi thì đều có hệ tuần hoàn kép. Tức là gồm hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu đến phổi để trao đổi khí. Và vòng tuần hoàn lớn dẫn máu đi đến các cơ quan trong cơ thể. Câu 17. Khi nói về một hệ tuần hoàn hoạt động bình thường của động vật thuộc lớp thú, thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Khi tâm nhĩ co sẽ đẩy máu vào tâm thất. Đúng rồi ha các bạn. Tâm nhĩ co sẽ đẩy máu vào tâm thất. 2. Khi tâm thất co sẽ đẩy máu vào động mạch. Đúng rồi ha các bạn. Khi tâm thất co thì sẽ đẩy máu vào động mạch. Với tâm thất trái á, thì nó sẽ đẩy máu vào động mạch chủ. Còn nếu như là tâm thất phải thì nó sẽ đẩy máu vào động mạch phổi ha. Ý 3. Tất cả các loài thú đều có hệ tuần hoàn kép. Đúng rồi. Thú thì có phổi cho nên có hệ tuần hoàn kép. Ý 4. Tất cả các loài thú tim có 4 ngăn. Đúng rồi ha các bạn. Thú là tim 4 ngăn. Đáp án câu 17D. Câu 18. Cho các loài động vật sau đây, có bao nhiêu loài động vật có hệ tuần hoàn kín? Hệ tuần hoàn kín tức là giữa động mạch và tĩnh mạch có mao mạch ha. Bao gồm cá bống nè. Gián thì là không phải rồi, hệ tuần hoàn hở. Cóc, rắn, bồ câu, vượn, cá sấu, bạch tuộc luôn nha các bạn. Các bạn nhớ là thân mềm mà là mực ống và bạch tuộc nha các bạn. Thân mềm bao gồm mực ống, bạch tuộc và giun đốt thì là hệ tuần hoàn kín nha các bạn. Rất là đặc biệt nha. Thân mềm, mực ống, bạch tuộc là thuộc hệ tuần hoàn kín. Còn đa số các loại thân mềm khác là hệ tuần hoàn hở nha. Ngoài ra giun đốt với đại diện là con giun đất á. Con giun đất thì nó cũng có hệ tuần hoàn kín nha các bạn. Tuy nhiên ở đây người ta không có nói về mực ống và giun đất. Cho nên chúng ta sẽ chọn là cá bống, cóc, rắn, bồ câu, vượn, cá sấu và bạch tuộc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đáp án là câu C. Ngoại trừ con gián thôi ha các bạn. Câu 19. Cho các loài động vật cá chép, muỗi, cóc, rùa, vịt, tinh tinh, cá sấu, giun đất, có bao nhiêu loài động vật có hệ tuần hoàn kép? Hệ tuần hoàn kép là phải có phổi nha các bạn. Động vật có phổi ở đây chính là cóc, rùa, vịt, tinh tinh, cá sấu là lớp bò sát, có phổi nè. Cóc là 1,
Rùa là 2, vịt là 3, tinh tinh là 4, cá sấu là 5. Đáp án câu 19A. Còn cá chép là hệ tuần hoàn đơn, mũi là hệ tuần hoàn hở rồi. Hở thì không thể nào là đơn hay kép ha. Dương đất là hệ tuần hoàn kín nhưng nó chưa có phổi ha. Câu 20. Có bao nhiêu loài động vật sau đây không có nha các bạn. Không có sự pha trộn giữa máu dầu oxy và dầu CO2 ở tim. Tim là máu không pha. Cá chép, đúng hả các bạn? Tim của cá chép là máu không pha, toàn là máu dầu CO2 thôi. Hai chim bồ câu, đúng. Chim bồ câu là tim có 4 ngăn. Nửa bên trái là dầu oxy, nửa bên phải là dầu CO2. Không pha. Mèo cũng là tim 4 ngăn hoàn chỉnh, máu không pha. Giống như chim bồ câu vậy đó. Chim và thú là tim 4 ngăn hoàn chỉnh, nửa bên trái dầu oxy và nửa phải dầu CO2 nha. Còn ếch á, thì là sai rồi. Ếch thì là tim 3 ngăn nha các bạn. Tim nó 3 ngăn như thế này. Máu của tâm thất trái và tâm thất phải nó trộn với nhau như thế này nè. Cho nên máu pha nhiều. Thằng lằn thì là bò sát nha các bạn. Lớp bò sát thì là tim 4 ngăn nhưng có vách hụt các bạn. Tim 4 ngăn nhưng mà nó có cái vách hụt nè. Thì máu của tâm thất trái và tâm thất phải nó cũng có thể trao đổi qua lại. Máu pha ít ha. Lưỡng cư á, thì máu pha nhiều. Bò sát thì máu pha ít. Cho nên chúng ta không chọn thằng lằn. Cá sấu là máu không pha, chọn hả các bạn. Cá sấu mặc dù là bò sát nhưng mà nó rất đặc biệt. Cá sấu là bò sát nhưng mà tim của cá sấu là 4 ngăn hoàn chỉnh, y như là chim và thú vậy. Vì 4 ngăn hoàn chỉnh cho nên máu sẽ không pha. Nửa bên trái dầu oxy và nửa bên phải của tim là dầu CO2. Như vậy ở đây có 4 cái động vật mà có máu không pha ở tim là 1 cá chép, 2 chim bồ câu, 3 mèo và 6 là cá sấu. Đáp án câu 20, bờ, 4 nhóm động vật. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn ôn tập các câu trắc nghiệm thuộc bài 18 hệ tuần hoàn thuộc chương trình sinh học lớp 11. Chúc các bạn ôn tập thật là tốt nha. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích cho việc học tập của mình thì các bạn hãy đăng ký kênh của cô và hãy share cho các bạn mình cùng ôn tập để đạt hiệu quả cao trong các kỳ thi sắp tới nha.